Chị có hỏi thăm anh Sơn gì hỏi thăm đi. Thì bán Tết thì cũng bán đắt ha. Rồi, cũng đề ra gì ta. Rồi bạn bè đồ trong gia đình cũng lại tiếp ha. Không có ai hết, mấy người ngoài không. Dạ. Không ai. Anh đứng anh nấu anh bán ha. Đúng rồi, đứng kia đi đứng nấu bán. Dạ. Nấu xong để nhân viên nó bán. Dạ. Mình mướn một người làm vậy là thấy trả lương nhiêu anh? Đây mấy đứa nó làm nó là 6 triệu một tháng. Chị em đứa ha. 8 đứa. Nhưng mà nghỉ hết 4 đứa. Chị mình gặp anh Sơn mình hỏi vô vấn đề luôn đi. Dạ. Chuyện dạ. Giống như anh có vợ con gì không này kia đó. Dạ anh chưa vợ ha. Chưa. Dạ. Rồi thấy anh lên trên máy đó, anh nói cũng muốn kiếm vợ vậy đó. Dạ. Rồi giờ em tìm tới lặng tự trả lại xuống đây nè. Kiếm anh nè. Dạ. Anh có em được không anh? Được không anh? Để coi mình từ từ tìm hiểu coi. Anh Sơn ơi, yeah. anh Sơn. Bây giờ bình tĩnh lại, mình hít hơi dài, bình tĩnh lại anh Sơn. Anh Sơn ơi, hồi hộp ha. Bình thường khi mà mấy anh em lại không có chị á, thì anh Sơn nói chuyện rất là lưu loát nha. Bữa nay là anh Sơn hơi cà lâm rồi. Bây giờ anh Sơn bình tĩnh lại, nhìn chị cái đi anh Sơn. Bán gì vậy, có quen người yêu gì không? Có người yêu không? Nói chung là không có người yêu nào hết trơn á. Tối ngày cứ làm suốt vậy đó. Sáng làm tới chiều, chiều làm tới tối vậy đó. Rồi chút bắt đầu ăn cơm xong vô ngủ, ngủ sáng bắt đầu thức dậy làm tiếp. Có mình rồi. Chị có muốn hỏi chuyện gia đình gì vợ con của anh Sơn thêm không? À, hỏi anh như là nói giờ anh chưa có nào vợ nào ha. Có hai đứa con. Trai gái đầy đủ ha. Hai đứa gái. Dạ. Ở Sài Gòn. Lớn hết rồi ha anh. Lớn nó có gia đình hết trơn rồi. Dạ. Anh ly hôn hồi năm 2014 rồi. Trời cũng quá trời cũng rồi ta. Cô đang gặp chị Xuyến rồi Dung. Hồi đó cũng làm ăn thua lỗ thất bại. Rồi người ta. Người ta bỏ anh hay là anh bỏ anh ta? Nói chung là hoàn cảnh cả hai giải thoát cho nhau. Dạ. Không ai bỏ ai. Vậy đó. Rồi anh Sơn có muốn hỏi về chị Xuyến không anh Sơn? Em nhớ bình thường Sơn mạnh dạn lắm mà ta, mạnh mẽ lắm mà ta. Bữa nay sao yếu đuối vậy? Bữa nay Sơn sao gặp chị Xuyến mà tay hơi cung cung ha. Đâu bây giờ anh Sơn với chị Xuyến mình không nói gì mà mình nhìn nhau khoảng 5 giây thôi. Rồi mình có lấy lại tự tin chứ. Rồi bây giờ nhìn thử anh Sơn, nhìn chị Xuyến thôi. Chị Xuyến chủ động quá ta. Chị Xuyến, thấy Sơn đẹp trai không? Nhìn gương mặt của anh đẹp mà hiền đó. Anh hiền quá ha. Mà không dám nhìn luôn rồi. Dạ, đó, đánh không? Đâu có biết đánh đâu. Vậy nào thôi, đi vậy thôi, vậy chứ không có đánh cái nào nha. Nói chung là hai người không hợp thì chia tay thôi. Hợp chia tay. Chứ sao vậy? Từ nó bỏ mình. Bỏ mình từ người ta làm đơn ly dị đơn phương. Dạ. Anh đâu ký nữa. Rồi chị hỏi anh Sơn coi là nếu mà em về đây ở với anh được không? Anh thấy em, anh thấy anh chịu không? Anh về cái mà này lịch này kia đó anh thấy sao? Thì nói chung là cũng được, nhưng mà để tìm hiểu tuổi tác nè. Dạ, tìm hiểu. Đúng rồi. Thì em cũng nói thật với anh, em có hai con đó. Con thì mới lấy chồng nên cũng biết rồi đó. Nhà anh nếu mà anh không có chê em nghèo hay không có chê gì thì mình kết bạn nhau ha. Rồi từ từ được thì mình làm đám cưới. Còn không được thì mình bạn bè cũng được, anh em cũng được. Đúng rồi, cái gì cũng khoan mình được hết á. Từ từ. Dạ. Rồi anh Sơn nhận xét chị ở ngoài đời, thấy chị cách nói chuyện của chị sao anh Sơn? Thì. Dạ. Còn ngoại hình thì sao anh Sơn? Ok. Ok ha. Vậy là thấy con với chị thấy nói chuyện này kia cũng hợp nhau ghê chứ. Vậy là xin số điện thoại tìm hiểu nhau ha. Trời ơi. Rồi anh chị hỏi nhau thêm gì đi. Hai người ai cũng ngại hết vậy. Tết này có bán không? Mình có, ngày nào không bán. Tết cũng nghỉ ha. Chút. Chắc Tết chắc em đi xuống anh em ăn cơm quá. Rồi. Tết là ăn cơm rồi, chứ ăn cơm hả? Ăn thêm cơm phở nữa.
thường thả phở mình bán nhiêu cơ anh? 25. Vậy anh cũng bán bình dân rồi. Phở nói chung là anh bán 25 là cũng bình dân. Đây cái gì 25 á? Vậy anh bán bình dân. Cơm tương cơm gì 25. Cơm thì 25 là vừa đó, nhưng mà phở phải từ 30-35. Chỗ tôi cũng hơn mà phở là 30-40-50. Tại vì sao mình bán, mình có cái này có cái kia nên đồng giá 25k. Yeah. Yeah. Mình nước mặt tiền rồi gì này, tiền trả cho nhân viên làm rồi điện nước này kia, tháng chi tiêu vô có lời không anh? Cũng có. Có em. Rồi chị thấy anh Sơn thì giống như đang muốn tìm một cái người bạn chi kỷ á, là coi như là gọi là vợ tương lai đó, về đây là sẽ cùng chung với anh Sơn để phát triển cái quán này đó. Tại vì chị thấy, chị tới chị cũng thấy anh Sơn anh cực không. Tối là bây giờ là 8 giờ mà anh Sơn còn phải dọn dẹp kéo cửa rồi đó, chị tới chị cũng thấy rồi ha. Thì nhân viên cũng về hết, là chỉ còn mình anh Sơn ở quán thôi. Thì anh cần một người là giống như giỏi tính toán tiền bạc này kia đó, để ngồi quầy thu ngân cho ảnh. Rồi sau này nếu mà ở với nhau, tin tưởng nhau, ảnh sẽ giao lại cái quán này để người đó quản lý luôn. Đó là chị nhắm là chị có đủ khả năng tính toán này kia để làm thư ký không? Được, tính tiền thì giải mình biết. Để vô tiếp thôi cho chồng mình như cá, thịt, rửa rau, rồi tiếp chút đỉnh là nhà chị mình làm được. Rồi anh Sơn, ví dụ mà mình muốn tuyển thư ký vô anh Sơn, như mình thì bây giờ là anh Sơn là tìm một người là mình tìm là cái tuổi nào nó hợp nhất là anh Sơn. Nhìn anh Sơn mất cười luôn, nhìn anh Sơn không mất cười được chứ. Thì nói chung là hiện tại anh đang tìm cọp nè, với dần ha, dần nè, với ngọ nè, với tức. Với tức, đúng rồi. Như là anh tìm ba cái tuổi đó là ba cái tuổi hợp nhất của anh. Còn những mấy cái tuổi kia là mình không có hợp sao anh Sơn? Để làm bạn. Chủ yếu là để làm bạn thôi ha. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi anh Sơn là năm nay bao nhiêu tuổi? Ngọ. Rồi anh Sơn tuổi ngọ ha, là 46. Còn chị Xíu nay nhiêu tuổi vậy Xíu? Mình là 45. 45 là chị tuổi gì? Tuổi thân đó. Phải tuổi thân đâu hợp với anh. Rồi tuổi thân thì không hợp rồi. Rồi vậy rồi sao chị Xíu? Làm bạn. Không, mình làm bạn. Vũ tích anh nè, chạy vô hóa xuống ăn tô phở rồi. Mấy chị Xíu về sửa tuổi lại đi. Về sửa tuổi lại đi. Nãy đừng có nói chúng thân được rồi. Mình nói tụi con cọp. Dạ. Cả không có gì đâu. Không, cái gì mình rồi. đừng ép. Ép nó sẽ lòi. Không, ý là nhiều khi mà giống như ví dụ mình muốn cái kết bạn với người đó quá thì mình giấu tuổi là nó sẽ bị. Không, nhưng mà thật ra tuổi là cũng chỉ một phần thôi. Quan trọng là mình thấy người đó mình có cảm nhận được tình cảm này kia. Nhiều khi người ta không hợp tuổi mà người ta vẫn sống nhau tới già thôi. Cho nên là tuổi tác cũng đâu có quá quan trọng đâu. Quan trọng là mình nói chuyện hợp nhau rồi mình ở chung, mình hòa thuận, mình làm ăn này kia ok là mình sống nhau tới già thôi. Hả anh Sơn? Không biết anh Sơn thử thách đâu 3 tháng đầu rồi sao? Anh Sơn như bình thường anh tuyển dụng người á, là anh sẽ hỏi như thế nào anh Sơn? Đâu, ví dụ mà bây giờ muốn tuyển Thu Ngân hay gì anh phỏng vấn sao đâu anh thử hỏi chị đây coi. Coi chị đáp ứng đó, không? Hồi đó giờ em có làm đâu chưa? À đâu anh hỏi chị đây. Hồi đó giờ em có từng làm quán cơm này chưa? Dạ em có làm. Anh Sơn này hồi nhưng mà mình nhìn mình biết không? Mình nhìn là mình nhìn mình biết người ta. Để thì cũng như nhà mình đi ăn cơm thì dĩa con rồi đem ra vậy đó, thì mình ngồi mình. Đúng rồi. À người ta ăn rồi mình vô mình dẹp rồi cá thịt đồ mình rửa tiếp vậy đó. Ủa mà làm cái đó em làm được. Cũng như cái chuyện công việc nhà mình làm mỗi ngày, chợ nội chợ làm việc nội chợ đó. Đúng rồi. Rồi có hỏi thêm câu gì nữa không anh Sơn? Hay là chỉ nói nhiều đó thôi. Thôi ơi, phỏng vấn dễ dữ ta. Giờ ông chủ này dễ tính quá ha. Thì phải hỏi là tuổi tác rồi ở nhà làm công việc gì ngày xưa đồ, hay có gia đình chưa gì. Phải hỏi nó phỏng vấn, nếu mà phỏng vấn một người mà hỏi thấy tội chủ này hiền cuối. Quá thôi. Chủ này tự nhiên nếu hay gặp chị Xuyến hiền quá. Nếu có gia đình về rồi thì mình cho về luôn, còn nếu không có gia đình thì mình mướn chỗ nào mình cho là nhân viên mình ở một chỗ đó. Không khỏi đi lại đi tới đi lui mất công nó xa xôi á. Phải kiếm trong nhà trọ gần gần đó. Bữa nay sao thấy anh Sơn chị Chiến là chứ đâu là giống lạnh quá ta. Lạnh 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 sớm bây giờ. Rồi cùng chị Chiến là thấy gung nè. Sao
sớm giờ có uống nước đá không? Uống suối. Uống nước suối không mà còn cũng vậy đó. Hồi đó bây giờ anh có từng lại gần phụ nữ bao giờ chưa? Chưa. Lần này là lần đầu tiên hay sao? Lần đầu tiên. Nhưng mà em hỏi thiệt chị Xuyến ha, nãy giờ là chị Xuyến ngồi trò chuyện với anh Sơn á, là trong lòng của chị là giống như có cái cảm tình gì với anh Sơn mà cả về gọi là tình yêu không? Có chút tình cảm nào không? Anh cũng thấy hiền quá, thành ra thấy cũng gợi cảm, cũng có chút tình đều thương á. Mà chị có cái gì không? Mà ra mồ hôi kìa. Đâu là mồ hôi cho anh Sơn đi chị Xuyến. Kìa bên kia, có khăn giấy kìa. Giấy kìa nó. Chị. Xin phép rồi anh cho không? Xin phép anh làm gì thôi, anh lao anh đi ha. Bây giờ nó ra ảnh mà đổ mồ hôi ít mà chị lao mà mồ hôi nó còn ra dữ nữa đó. Anh Sơn không có cảm giác mà được một người phụ nữ lao là bao nhiêu lâu rồi. Đâu bữa nay làm thử một bước. Như chẳng hạn như là tình bạn bè thôi. Ví dụ gặp nhau. Nào, chị Xuyến lao thử rồi cảm giác gì. Gặp nhau cũng như là chị em hay là bạn bè thôi. Em thấy chị Xuyến cũng ra mồ hôi kìa. Anh Sơn ra lăng, anh Sơn lau cho chị Xuyến rồi. Anh Sơn nó giờ đang trao mồ hôi lau cái nữa chắc cục lắm. Nhìn anh Sơn có vẻ giống như là nghiêm với quy hiện dẫn. Nhưng mà khi mà gặp một người phụ nữ là bắt đầu là anh Sơn yếu đuối liền. Giống như cần được người che chở nha. Đúng rồi. Bình thường là ông chủ quán hay nhìn mặt cũng khó tính nha. Ai ngờ bữa nay rồi. Vậy là bữa nay là mình hiểu thêm về một phần về anh Sơn nữa rồi. Mấy chị là ví dụ mà hai anh chị mà kết bạn không được thì mình vẫn còn rất là nhiều những cái giống như là những khán giả nè coi nè, giống như có nhiều người thích chị Xuyến, có nhiều người thích anh Sơn đó, thì để tụi em có gì giới thiệu cũng được, nhưng mà hai anh chị cứ tìm hiểu đi tình bạn trước, biết đâu mai mốt mình yêu nhau rồi về chung nhà sao. Đầu tiên là mình chỉ là trò chuyện một cái cuộc trò chuyện là bạn bè thôi, chưa chắc đến với nhau đã thương nhau rồi, sẵn nhau nè, một hũ trao đến bên nhau cũng được. Nhưng mà về với anh Sơn là anh Sơn không cho anh trao đâu. Đúng rồi, anh Sơn cho là gì Sơn? Mỗi ngày một món. Ăn tương. Ngày món mấy em là món ruột của em. Đúng rồi. Không cho anh trao cho anh tương. Tương cao tổng với leo là món ruột của em đó. Là thương nhau. Dạ. Cho ăn tương chứ không cho ăn tương. Em thích ăn gì không? Em thích là hũ rắn, mình bắt đầu mình nộp đó. Đúng ý luôn hả vậy? Sao bắt đầu làm với muối tiêu cao găm đó anh. Nãy muốn chanh nó chấm ăn rồi. Thôi thì nói chung là trò chuyện này cũng là vui thôi nha cả nhà, chứ không phải đến gặp với nhau là xác định là hai người về chung một nhà, chỉ là trò chuyện đúng rồi, tình trò bạn chuyện thôi tình anh Sơn thôi. Sẵn ở đây nè anh Sơn có cái điều gì muốn nói với chị á thì cứ chia sẻ đi. Thì nói chung là bây giờ đặt ví dụ ở trên đó có đám thiệt gì đó thì mời thì Sơn sẽ đến thôi. Đến cùng vui chung gia đình nữa. Nhưng mà anh Sơn có thời gian không? Có ha. Thì bây giờ mai mốt nhân viên nó vô đủ mình có thể mình đi được. Mà em sợ mời anh Sơn không dám đến. Chị có mời gì không? Mời trước anh Sơn luôn đi chị. Đám cưới mà anh Sơn đóng vai chính. mời anh Sơn làm chú rể hả? Mời chú rể. Ví dụ như mà có bạn bè đồ mời mình đi đám cưới rồi cái em mời anh chở em đi đám cưới được không? Là gì vậy? Sợ. Đó giờ có chở phụ nữ vậy chưa? Chưa. Luôn. Lạnh luôn. Nhẹ nhẹ thôi chị. Mà làm quá. Rồi chị hỏi rồi chị Xuyến, chị hỏi mai mốt đám cưới em mà anh làm chú rể được không? Ừ, hỏi rồi. Nếu mà mai mốt mà đám cưới của em anh làm chú rể được không anh? Không à. Ủa, vậy chị không được nghe. Vậy là ai biết giờ thí dụ đâu có gì đâu, mình anh em. Thì mình phụ thôi. Dạ. Không ý là bữa đó là mình không cho chú gái chính xuất hiện, cho chú gái phụ xuất hiện. Tại vì cái bữa đó là mình phụ, bữa sau mới chánh. Bữa đầu mình chỉ phụ thôi. Rồi hai anh chị bắt tay chào hỏi nhau cái đi. Rồi có gì đám tiệc mình gặp sau. Rồi. Lâu lâu chút anh Sơn. Anh chúc chị Xuyến gì đi anh Sơn? Chúc Tết gần đến rồi nè, ngủ một mình lạnh nữa. Chúc em sớm tìm được người yêu hay gì đó. Chúc em sớm tìm được người yêu. Em cũng chúc anh nè, năm mới đến rồi. Đúng rồi. Mua mai bán đắt, vạn sự như ý. Gặp nhiều điều may mắn nha. Cảm ơn. Thì mua mai bán đắt thì dạng sự như ý, cái có tiền cái mua vàng để dành ha, tiền vàng nhiều cả ký nha. Đúng rồi. Em cũng
cũng chúc anh gì đó. Còn thiếu cái. Các ai là nhận sợi nhí thì nhảy có ký. Có tiền mua vài chục cây vàng gì để dành để làm của hồi môn. Sau này có người nào mà giữ ý đó, thì anh lấy người ta để mà làm vợ, để mà tấm ám gia đình để tốt đẹp làm sao. Giáo vàng nha, giáo kỹ kỹ nha. Để làm của hồi môn. Rồi anh Sơn với chị chào khán giả đi. Chào khán giả coi.